Hiện nay, trên thị trường các nước nhập khẩu thủy hải sản của Việt Nam đều có những chính sách và quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm rất là chặt chẽ. Việc trong thủy hải sản còn tồn dư những chất độc hại sẽ làm mất đi thị trường tiêu thụ lớn. Trước đây, chăn nuôi thủy sản bà con hay cho vật nuôi ăn cám chìm, cho ăn theo cách này bà con sẽ không kiểm soát được lượng thức ăn mà vật nuôi ăn có đủ hay không. Do đó, sẽ xảy ra tình trạng thiếu thức ăn, như vậy vật nuôi sẽ lâu lớn, hoặc tình trạng thừa thức ăn sẽ làm ô nhiễm môi trường nước. Vì vậy, thức ăn cám viên nổi ra đời đã giúp bà con giải quyết vấn đề khó khăn đó. Tuy nhiên, trên thị trường hiện có rất nhiều hãng cám viên nổi, có nhiều thức ăn giả, bị pha trộn với các chất có hại cho vật nuôi, không chọn đúng hãng cám chất lượng sẽ khiến bà con chăn nuôi thua lỗ. Một vấn đề nữa là giá thành của cám viên nổi công nghiệp trên thị trường lại cao, sẽ làm giảm lợi nhuận của bà con khi xuất bán. Vậy cách khắc phục giúp bà con giải quyết những khó khăn trên là gì? Trong video này Bình Quân Group sẽ nói cho quý vị biết. Máy đồn viên thức ăn chăn nuôi 100k chính là giải pháp tốt nhất sẽ giúp bà con vượt qua những khó khăn trên. Ưu điểm lớn nhất của dòng máy này là được áp dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại nhất giúp bà con chăn nuôi tự sản xuất cám viên nổi tại nhà đơn giản và nhanh chóng. Máy có tính năng làm cám viên nổi cho thủy sản nhanh hơn những dòng máy ép cám viên thông thường nhờ vào khả năng tự cấp nguyên liệu từ toa chờ cấp liệu đến trục xoắn đùn ép. Máy làm cám viên nổi 100k sẽ tạo ra viên cám tròn, chín, nổi, thành phẩm viên cám chất lượng, phù hợp với từng loại vật nuôi. Máy được trang bị hệ thống bảng điều khiển thông minh, giúp bà con dễ dàng vận hành máy và an toàn, đồng thời còn bảo vệ được máy khi có sự cố về điện. Được thiết kế tân tiến hiện đại, kéo tải ổn định với một động cơ chính 15kW cùng hai động cơ phụ 0,75kW, sử dụng nguồn điện 380V, giúp máy cho năng suất trung bình từ 60 đến 100kg trên giờ, phù hợp với các hộ chăn nuôi quy mô lớn. Đây là dòng máy chuyên chế biến thức ăn dạng viên từ các nguyên liệu như cám ngô, cám gạo, bột đỗ tương, khô dầu, bột sắn, bột cá, thành loại cám chín 100% đủ chất dinh dưỡng cho vật nuôi. Ngoài khả năng làm cám nổi cho thủy hải sản, máy còn có thể làm cám thường cho gà úm, chim, giúp tiết kiệm được chi phí chăn nuôi, tận dụng được nguyên liệu có sẵn và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Giờ đây, với máy làm cám cá nổi, bà con đã có thể tự chế biến thức ăn chăn nuôi tại nhà, các chủ trang trại giảm đáng kể chi phí thức ăn cho vật nuôi, giúp gia tăng lợi nhuận. Vậy quý vị còn chần chờ gì nữa? Hãy liên hệ ngay tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình hoặc để lại bình luận ngay phía bên dưới, đội ngũ tư vấn viên sẽ trả lời nhanh nhất khi có thể. Khi mua máy tại Bình Quân Group, quý vị sẽ nhận được những điều sau. Thứ nhất, tất cả sản phẩm của Bình Quân Group được sản xuất trực tiếp tại xưởng, không qua trung gian, nên giá thành là tốt nhất. Thứ hai, toàn bộ máy móc được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, với đội ngũ, kỹ sư, công nhân lành nghề với hơn 30 năm kinh nghiệm. Thứ ba, tất cả các dòng sản phẩm đều có thời gian bảo hành lâu dài, toàn bộ linh phụ kiện luôn có sẵn để thay thế. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại!